Chào mừng mọi người quay trở lại clip của Úc Tuy 957 Server 2. Mình là coi Úc Tuy 957 Server 2, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một bí quyết cưa gái cực kỳ đơn giản thôi. Đó là mình đã tạo một cái web có tên là octu957.mlsecily.swf. Mình sẽ vứt cái link này ở bên dưới, anh em cứ kích vào cái link bên dưới là được. Và anh em lần đầu tiên anh em phải dụ bạn gái kích vào cái link này. Đấy, anh em phải dụ bạn gái của các bạn để kích vào link này đấy. Sau khi copy cái link này thì các bạn gửi qua Facebook hoặc qua Zalo gì đó thì cho cái người mình thích đó. Thì mình không biết các bạn làm sao để cho người ta kích vào cái link này. Đấy, khi kích vào cái link này, bạn của bạn sẽ ấn enter, người yêu tức là người bạn thích sẽ ấn enter và nó sẽ hiện lên một cái bảng. Đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này, sau khi nhấp nhiều lần. Đấy, nó sẽ hiện lên một cái khung hình như thế này. Ok chưa ạ? octu957.ml, cái link này mình có để ở bên dưới, anh em cứ kích vào cái link này là được và gửi cho bạn gái cái link này và ép nó phải kích vào cái link này. Sau đó thì các bạn chỉ bắt đấy, các bạn thấy cái phím đỏ này không, các bạn thấy phím đỏ trên màn hình đấy, cái phím đỏ này, các bạn liên tục kích chuột vào cái phím đỏ. Các bạn lần đầu tiên các bạn phải, bước một là các bạn phải đem link này đấy, cái link này cho cái bạn mà người mà cái bạn thích á, ép họ đi vào cái link này đấy. Sau đó thì ép họ nhấn vô cái nút đỏ đó, sau khi ấn nhiều lần nút đỏ thì đấy sẽ có một quả bóng bơm lên đấy. Sau này các bạn cứ ép, cứ kêu người ta bơm lên vậy thôi. Và cái này tán gái rất là đơn giản đấy, và do chính mình tạo ra, anh em cứ dụ cái kiểu này là tán ăn chắc luôn đấy, bơm đó, đơn giản, I love you. Quá tuyệt vời đúng không? Nếu hay thì nhớ like, share, ủng hộ cho mình nhá. Cái này một thủ thuật cô gái vô cùng đơn giản mà lại đỡ phải tốn tiền mua sô-cô-la, mua gấu nữa. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ cho clip của mình. Đây chỉ là một mẹo nhỏ thôi. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người.